Chào mừng quý ông bà, quý cô chú, quý anh chị và quý bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long Cổ Dài, kiêm hướng dẫn viên của mọi người đến với những câu chuyện thú vị về cổ sinh vật học. Hy vọng mọi người không bị biến thành Mamenchisaurus khi phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói đến những ngành khoa học như cổ sinh vật học, chúng ta thường nghĩ đến những thứ nghiêm túc, chính xác và bài bản. Tuy nhiên, kể cả là khoa học thì cũng vẫn có những chuyện dở khóc dở cười. Có thể với những người ngoài cuộc thì nhìn buồn cười đấy, nhưng với người trong cuộc thì nghĩ lại, họ chỉ thấy muốn khóc hơn. Bạn có biết từng có một sự kiện mang tên là chiến tranh xương nổ ra giữa hai nhà cổ sinh vật học như một cuộc chiến tranh đúng nghĩa, chỉ vì một ông lắp lộn đầu của con thằn lằn cổ rắn vào đuôi của nó thay vì vào cổ không? Hay bạn có biết sực long từng bị cho là loài sống dưới nước chỉ vì hình dạng của chúng quá kỳ lạ? Nói đến những bản phục dựng sinh vật tiền sử của ngành cổ sinh, tiếng Anh gọi là reconstruction, sẽ có rất nhiều những chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng hết sức thú vị, phản ánh sự tiến bộ và thay đổi của khoa học theo thời gian. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một bản phục dựng đã trở thành huyền thoại trên mạng Internet, một meme mà ai xem qua một lần cũng nhớ ngay lập tức. Đó chính là kỳ lân Magdeburg. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trên thực tế thì chưa cần có ngành cổ sinh vật học, con người đã luôn muốn tái hiện hình ảnh của những sinh vật mà chúng ta chưa từng biết chúng trông như thế nào, mà chỉ biết tới sừng hóa thạch của chúng. Sự thật là con người đã biết đến hóa thạch từ thời cổ đại, không còn nghi ngờ gì nữa, và một trong những điều chúng ta muốn làm nhất chính là khôi phục lại hình dạng của chúng dưới những hình thức như tranh vẽ hay là điêu khắc. Ở Hy Lạp, chúng ta có những người khổng lồ một mắt. Hình tượng người khổng lồ một mắt được cho là xuất phát từ hộp sọ khổng lồ của những loài voi từng sống trên đất Hy Lạp và đã tuyệt chủng trước khi con người xây dựng nền văn minh tại đây. Chỉ cần nhìn vào chiếc hộp sọ của voi là bạn sẽ hiểu tại sao người Hy Lạp nghĩ rằng đó là hộp sọ của người một mắt. Ở phương Đông, dù những bằng chứng còn hơi mơ hồ, nhưng chúng ta cũng có thể đặt giả thuyết rằng các nền văn hóa Đông Á đã tạo dựng hình tượng rồng từ hóa thạch của nhiều loài động vật được tìm thấy trong lòng đất, được họ gọi là long cốt. Đến châu Âu thời Trung Cổ thì chúng ta biết có câu chuyện về bức tượng rồng ở thị trấn Klagenfurt ở nước Áo. Vào năm 1335 thì người dân thị trấn này tin rằng mình đã tìm được hộp sọ của con rồng trong truyền thuyết tại một mỏ đá ở gần đó. Chiếc hộp sọ được đưa về tòa thị chính của thị trấn để trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng, giáo dục các thế hệ trẻ về khởi đầu gian khó và lòng dũng cảm của người Klagenfurt. Dựa vào chiếc hộp sọ thì người ta thậm chí còn tạc một bức tượng nặng 6 tấn, mô phỏng đầy đủ hình dạng của con rồng và phải cần đến 300 người khiêng mới có thể đặt được bức tượng vào vị trí trung tâm của thị trấn. Đây có thể coi là bản phục dựng động vật cổ đầu tiên với bằng chứng hóa thạch xác thực, dù độ chính xác thì đương nhiên là khỏi cần bàn. Tất cả những hình tượng trên có thể coi là một hình thức sơ khai của việc phục dựng, dù nó không mang tính khoa học và thiên về thần thoại hay truyền thuyết nhiều hơn. Chúng ta không hề nhận ra nó là hóa thạch, là xương đã hóa đá của những động vật tiền sử đã tuyệt chủng. Cái nhìn khoa học hơn về hóa thạch mới bắt đầu hình thành vào thời Phục Hưng, khi Leonardo da Vinci đồng tình với Aristotle rằng hóa thạch là những gì còn lại của sự sống cổ xưa. Tuy nhiên đó vẫn là thời điểm mà ngành cổ sinh vẫn chưa ra đời và hiểu biết của chúng ta về những sinh vật cổ gần như là một con số không tròn chính, từ ngoại hình, giải phẫu học cho đến tập tính và hành vi. Kỳ lân Magdeburg là một hiện tượng nằm giữa khoảng thời gian hình thành nhận thức khoa học về hóa thạch và thời điểm ra đời của ngành cổ sinh thực thụ. Tuy nhiên nó từng gần như chìm vào quên lãng cho đến tháng 8 năm 2022, một bài viết được đăng lên mạng xã hội Twitter thu hút hàng triệu lượt xem cũng như 200.000 lượt thích với bức hình chụp lại bộ xương kỳ lân Magdeburg đang trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Magdeburg và viết: "Vào năm 1663, bộ xương hóa thạch không nguyên vẹn của một con tê giác lông mượt được tìm thấy tại Đức. Đây là kỳ lân Magdeburg, một trong những bản phục dựng hóa thạch tệ nhất lịch sử nhân loại." Nghe có vẻ thú vị và buồn cười, nhưng chỉ một đoạn tweet với giới hạn 200 ký tự thì khó mà kể đầy đủ câu chuyện về kỳ lân Magdeburg. Như đã nói, đó là năm 1663 và lúc đó, chúng ta tin vào các sinh vật huyền thoại còn nhiều hơn là biết về các động vật tiền sử. Trên thực tế, chúng ta không biết rằng bản phục dựng gốc của kỳ lân Magdeburg có tồn tại hay không, và thứ đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Magdeburg chỉ là hàng rep dựa trên các bản vẽ về bộ xương có từ thế kỷ thứ 18. Vậy kỳ lân Magdeburg đã bắt đầu như thế nào? Trong phiên bản được kể phổ biến nhất của câu chuyện, kỳ lân Magdeburg được phát hiện tại đồng cỏ Ziegenberger, tại một địa điểm được gọi là động kỳ lân, nơi người dân địa phương cho là chốn ẩn náu của các sinh vật huyền bí. Thị trưởng Magdeburg khi đó là Otto von Guericke, sau khi nghe tin đã viết một bài báo mô tả phát hiện này. Một nhà bác học tên là Gottfried Wilhelm Leibniz, sau khi đã đọc bản mô tả đã vẽ một bản phục dựng giả tưởng của sinh vật trên, vì ý niệm rằng đó chính là một con kỳ lân trong truyền thuyết. Do các hóa thạch gốc đã mất,
Người ta sau này dựa vào bản vẽ của Linus để đúc và phục dựng lại bộ xương Kylian Magdeburg có hình dạng như chúng ta biết ngày nay. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử của Kylian Magdeburg lại không chắc chắn liệu đó có phải là sự thật hay không. Họ không chắc chắn bộ xương phục dựng có trước hay bản vẽ có trước, cũng như ai là tác giả thật sự của mô hình Kylian Magdeburg đầu tiên, với tồn tại đến hai bản vẽ khác nhau và chúng có sự khác biệt khá khá. Một là bản vẽ của Michael Bernhard Valentini và một là của Gottfried Wilhelm Leibniz. Bản vẽ của Valentini được cho là xuất hiện vào năm 1714, trong khi bản vẽ của Leibniz chỉ được công bố vào năm 1749 trong cuốn sách Protogea sau khi Leibniz mất đã được 33 năm. Trên thực tế thì trong chính cuốn sách này, Leibniz đã viết rằng ông nhận được mô hình của bức tượng từ một người khác, đó là Johannes Meyer, một chiêm tinh gia kim thủ quỹ của tu viện Quedlinburg. Do đó, rất có thể Johannes Meyer mới chính là tác giả của bản phục dựng đầu tiên dựa trên những gì được tìm thấy, trong đó không ít xương hóa thạch đã bị phá hủy bởi những người phát hiện. Mặc dù vậy, chúng ta không thể biết chính xác bản phục dựng của Johannes Meyer ra sao, bởi sau khi nhận được mô hình từ Meyer thì Leibniz đã chỉnh sửa và hoàn thiện lại để phù hợp với hình dung của ông về một con kỳ lân, hay còn gọi là ngựa một sừng trong thần thoại phương Tây. Bản vẽ còn lại là của Michael Bernhard Valentini, có lẽ cũng được vẽ lại từ mô hình của Meyer, và có vẻ bản vẽ này vẽ đúng lại nguyên trạng của bộ xương hơn là cố gắng gò nắn cho nó giống một con kỳ lân nhất có thể. Con vật bị thiếu gần như toàn bộ phần sau của cơ thể, chỉ còn lại hộp sọ, sừng, đốt sống lưng, xương sườn và hai chi trước, một phần là do những hư hại trong quá trình khai quật. Dù vậy thì bản vẽ của Leibniz mới là nguồn cảm hứng chính cho phiên bản kỳ lân Magdeburg được trưng bày ngày nay. Vậy thì kỳ lân Magdeburg thực chất là gì? Có phải là hóa thạch của tê giác lông ngượt với cây sừng rất dài theo nhiều nguồn tin trên mạng hay không? Sự thật không đơn giản như vậy. Do các hóa thạch gốc đã mất, bản vẽ của Linus lại dựa trên mô tả và thông tin của người khác, cộng thêm được chỉnh sửa và thêm thắt từ chính nhà khoa học tin vào các sinh vật huyền bí này mà sẽ có nhiều điểm khác với hóa thạch gốc. Về phần sừng của con vật, Linus có lẽ đã vẽ lại nó từ ngà của một con kỳ lân biển, vốn có dạng thẳng nên là hơi cong nhẹ giống như sừng của tê giác lông ngượt mà chúng ta biết qua các hóa thạch. Có một sự thật là ngà của kỳ lân biển từng được xem như sừng thật của kỳ lân truyền thuyết tại châu Âu và được coi như là một vật quý hiếm, mau nhiệm hay thậm chí một vị thuốc trị bách bệnh. Chính vì thế, Linus đã phục dựng sừng của con vật theo hiểu biết của ông về sừng kỳ lân khi đó và thực chất chính là ngà của kỳ lân biển. Trong khi đó, hộp sọ có thể thật sự là của một con tê giác lông mượt. Tuy nhiên, đai vai, xương sườn và hai chi trước lại có thể là của một con voi ma mút, theo Thies van Kopsusten, giáo viên về động vật có vú cổ đại tại Đại học Leiden. Về cơ bản thì đó là một mẫu vật chimera, có nghĩa là một bộ xương được ghép lại từ hóa thạch của nhiều loài khác nhau thay vì một loài duy nhất. Trên thực tế thì đây là một tình trạng tương đối phổ biến, ngay cả khi ngành cổ sinh vật học đã ra đời và phát triển được một thời gian. Thậm chí đến tận thế kỷ 21 ngày nay vẫn có những trường hợp chimera được phát hiện, chẳng hạn như điều đó diễn ra vào thế kỷ 17-18 như kỳ lân Magdeburg thì còn có thể là do thiếu hiểu biết, nhưng ở thế kỷ 21, đó có thể là biểu hiện của sự cầu thả hay thậm chí là bất chính trong khoa học. Ngày nay nhìn lại thì kỳ lân Magdeburg có vẻ buồn cười và là nguồn cảm hứng cho nhiều meme, nhưng nếu nhìn một cách khách quan và nghiêm túc thì đó chính là một phần của lịch sử khoa học trong hành trình hoàn thiện hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý ông bà, quý cô chú, quý anh chị và quý bạn. Nếu thấy video này hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.